Hello, hello, mến chào cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Có Gì Nấu Đó nha. Hôm nay em Hiền mời cả nhà cùng nấu món cơm sườn với em Hiền nha. Có chả trứng nè, rồi dưa chua nè, rồi sườn nướng nè. Nhìn ăn đơn giản nha nhưng mà làm nhiều công đoạn lắm, mệt lắm luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp nấu ăn với em Hiền nha. Nhà có gì nấu đó cho nên là mình cứ có sao ăn vậy nha. Em có thịt sườn, em rửa sạch xong rồi em đập cho nó dập dập ra đó, để mà ướp cho nó thấm á mọi người. Thường thường ta có cái cây đập nhưng mà em không có, em lấy lại cái dao đập cho nó mềm mềm ra vậy đó. Sườn này ăn nướng ăn cơm cũng ngon, hoặc là mình làm với lại bún thịt nướng á mọi người. Mình có bún dưa leo lên ăn nước mắm cũng ngon lắm luôn á. Rồi bây giờ em sẽ làm sốt để ướp thịt sườn nha. Chờ em xui mọi người, em lỡ rồi. Hồi trước làm chả bò đó, xay thịt hư cái máy rồi, cháy máy rồi. Hôm nay phải đâm hành tỏi rồi nè. Để làm sốt thịt nướng thì mỗi người có một cách làm khác nhau tùy theo gia đình nha. Em là có gì nấu đó nên là có gì là bỏ vô hết đó nha. Nhà có sữa đặc nè, có tiêu nè. Rồi mật ong nữa nè, đây là hai hũ mật ong nha, nhỏ đó mọi người. Cho vô thêm cho nó ngọt ngọt cái vị của thịt nha. Thường thịt nướng người ta hay có cái vị ngọt ngọt, mà em thịt sữa với lại mật ong là bao ngọt luôn đó. Rồi nhà có nước mắm nè, cho nước mắm nha mọi người. Mặn lạc tùy thích nha, chứ giờ em bỏ cũng hơi bị bộn nước mắm rồi đó. Tại vì nãy đường nó hơi bị nhiều đó, em mật ong chứ. Rồi bây giờ bỏ miếng dầu ăn cho miếng thịt nó mướt mát nha. Nói chung là nhà có bao nhiêu gia vị là em bỏ vô hết á. Nè bột ngọt nha, này kỳ này em có xài bột ngọt nha, một muỗng bột ngọt luôn á. Rồi á hả, chịu khó ngồi quậy ra nè. Rồi nhà có bột ớt nè, đây bỏ bột ớt cho có màu đỏ đỏ đó, có bỏ vô luôn nha. Cái này hơi bị nhiều nhưng mà có nhiều thì có màu. Rồi em bôi nút thêm một miếng nước tương nữa, sợ nó không có màu đó. Bỏ nước tương vô nè. Rồi nói chung là gia vị cũng ổn định rồi đúng không? Bây giờ để đó, chuẩn bị đi ướp nha. Rồi bây giờ thì em sẽ đổ hết toàn bộ những cái sốt vô cái thau này ha. Rồi sẽ dùng bao tay để mà trộn thịt lên cho thấm đều nha. Rồi sau đó mình để tủ lạnh đi. Mình cất khoảng chừng nửa tiếng hoặc là qua đêm thì nó ngon hơn. Rồi tiếp tục em sẽ làm một món thứ hai, đó là chả trứng nha. Chả trứng thì em có nấm mèo rửa sạch và băm sẵn rồi nha. Rồi một khoảng 300-400g thịt bằm. Thịt này em mua nó có trộn thịt bằm với thịt bò với thịt heo trộn chung đó mọi người. Rồi có tiêu cho tiêu nha, ai thích ăn nhiều thì cho nhiều, ăn ít thì cho ít nha. Em thì phải có nhiều nên bỏ nhiều lắm luôn á. Rồi tiếp theo là một muỗng bột ngọt đường nè, rồi xíu muối nè, rồi hả cái gì ta, bún tàu, đúng rồi, bún tàu ngâm nó vừa nó nở đó, cho vô luôn, với lại thêm 4 cái trứng nha. Nhưng mà trứng là em tách ra, em giữ là hai cái lòng đỏ để riêng, để lát nữa sau khi mà nó chín em quét lên cái mặt chả trứng nha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ vô nồi hấp nè. Hấp xong rồi nè mọi người, bây giờ là cái lúc này em sẽ quét lên lòng đỏ trứng gà lên nha. Rồi để nắp lại khoảng chút xíu, em bỏ lên ớt nè, rồi tiêu lên mặt nha. Bỏ lúc này nó hơi trễ, tiêu nó không dính, nhưng mà lúc hồi nãy mình, lúc mình quẹt trứng xong mình để tiêu lên thì nó sẽ dính nha. Đó, xong rồi nè, cả nhà thấy cái dĩa trứng của em hấp dẫn không nè. Rồi dĩa cơm thì em đã có trình bày là dưa chua nè, dưa leo nè. Rồi để em cắt cho mọi người xem cái chả trứng của em nha. Hồi nãy em có bỏ hành tím vô nữa đó nha mọi người, quả hành nó mới thơm. Chả trứng ăn cơm sườn nhìn giống mắm chưng quá ha mọi người ha. Mắm chưng người ta chưng cũng giống giống tựa tựa vậy á, nhưng mà có mắm ha. Nói mắm chưng giờ thèm ghê á. Ước gì giờ cái dĩa này dĩa mắm chưng ha, ăn là hết sảy luôn. Chắc lần sau sẽ làm mắm chưng nha mọi người. Rồi cái này là chả trứng là xong rồi đó mọi người ha. Bây giờ em chuyển sang cái giai đoạn làm dưa chua nha. Cái này dưa chua làm cấp tốc cho nên là mình không có nấu nước giấm đường, mà mình ngâm muối á, mình rửa sạch rồi mình vắt cho nó khô á, rồi mình trộn giấm đường trực tiếp luôn, ăn liền á. Cho nên là không có cần phải nấu nước giấm đường ha. Tại em làm cũng ít, ăn cho một ngày thôi. Cho nên bây giờ em bỏ đường vô nè, ngọt ngọt rồi. Xong rồi để giấm vô, rồi dặn xíu muối nữa là ok.
ta chọn lên lát là ăn được luôn. À, cái này ăn có thêm củ kiệu nha, bữa hổm còn à, hồi Tết còn nửa hũ củ kiệu nè, cho nên em bỏ vô luôn cho nó ngon nha, ăn cho nó hết luôn nè, có gì ăn đó nè, dưa chua mà có củ kiệu luôn đó. Rồi bây giờ trộn xong rồi để bên đi nha, cho thấm một chút nữa rồi ăn nha mọi người ơi. Bây giờ chuyển sang làm nước mắm nha. À, cái phần cái ly nước mắm này thì bao gồm có nước ấm nè, rồi nước mắm em đổ sẵn vô nè, rồi giấm nữa. Rồi em đã pha theo cái liều lượng gia đình đó vừa ăn rồi đó. Rồi bây giờ em chỉ có việc là băm tỏi ớt bỏ vào thôi. Để một lát nữa mình sẽ chan lên cơm. Thấy hấp dẫn chưa? À, công thức nước mắm thì mọi người có thể là nấu hoặc là pha, nên em không có thời gian nên em pha ăn liền mọi người, không có nấu nha. Ôi chế nước mắm của em thấy hấp dẫn quá mọi người ha. À, nhìn ớt với tỏi nó nổi lình bình lên là thấy cứng hai quai hàm chứ. Cái này mà chan với lại bún thịt nướng là hết sảy luôn. À, trước ăn cơm sườn mà mo nghĩ tới món bún thịt nướng luôn mới ghê luôn. Rồi vừa xong cái món đó rồi bây giờ quay qua nấu lẹ lẹ cái món canh lạc nha. À, để mà ăn cơm sườn mà khô quá thì mình húp miếng canh cho nó ngon miệng vậy đó. À, thì có cái gì đâu đó là cà rốt với lại xúc khét ti là người ta chế bí tây á. Rồi bây giờ em cho ra dĩa nha. À, chuẩn bị mời cả nhà cùng ăn cơm với em nè. Trên dĩa cơm thì em có là dưa chua nãy em làm, nó có kiệu cũng đó nè. Rồi cà chua dưa leo sắc để lên. Rồi đó, mọi người dĩa nha. Rồi bây giờ chỉ cần có lấy thịt nướng ra, thịt nãy em nướng vô cái lò mà lò chiên không dầu đó mọi người. Đó thì bây giờ nó ra vàng ươm chưa, thấy thơm chưa? Trời bóc cái nó rớt cái bịch luôn. Cái miếng sườn to ơi là to luôn á. Mẹ em ăn thử rồi nghe. Nó ngọt vừa ăn nha. Nó ngon lắm mọi người. Mà nó thịt nó dày mà nó mềm nha. À, đó mọi người hấp dẫn chưa. Cái này mình ăn với bánh mì nè. Rồi mình cắt bún thịt nướng cũng ngon luôn nha. Trước tiên mình ăn cơm sườn chứ cái đã mình ngán thì mình đổi qua bún thịt nướng nha. Rồi bây giờ em cho miếng chả trứng lên nè. Nước mắm nè. Canh lạc nè. Có đầy đủ rồi nha mọi người. Bây giờ thì em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. À, mời cả nhà mình và chúc cả nhà mình vào bếp nấu ăn ngon và ăn ngon miệng nha. Em cảm ơn các cô, các chú, các anh chị em đã xem video. À, hẹn gặp lại video tiếp theo nha mọi người. Bye bye, bye bye.